Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều hành giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng dầu có thể tăng nhẹ vào kỳ điều chỉnh ngày mai, 11 tháng 1. Phấn đấu huy động hơn 6.000 đơn vị máu, dự phòng nguồn máu an toàn phục vụ cứu chữa bệnh cho nhân dân thành phố trong dịp đầu năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tập trung cao xử lý những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh đường hè tại các tuyến đường mẫu, khu vực giải trung tâm thành phố dịp Tết. Xin kính chào quý vị. Vừa rồi là một số thông tin chính có trong chương trình 10 phút vàng hôm nay. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 1 phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Lê Chân và Công an phường Kênh Dương vừa dập tắt đám cháy tại số nhà 145/292 Lạch Tray, quận Lê Chân vào 19 giờ ngày 8 tháng 1. Hiện trường cháy là ngôi nhà cấp 4. Các lực lượng đã triển khai chữa cháy, làm mát và chống cháy lan, nhanh chóng dập tắt hoàn toàn vào lúc 19:30 cùng ngày. Diện tích cháy khoảng 3m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm cháy hỏng một bình nóng lạnh và khoảng 2m² vách ngăn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháy nổ bình nóng lạnh. Người dân cần định kỳ kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng để quản lý các nguồn có thể gây cháy, tránh xảy ra hỏa hoạn nguy hiểm. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cập nhật danh sách các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật của năm 2023, gọi tắt là Blacklist. Theo đó, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người quảng cáo được đề nghị không phát hành sản phẩm quảng cáo trên hơn 400 trang web nằm trong Blacklist này. Danh sách gồm những trang web cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc. Trong tháng 12 năm ngoái, đã có thêm 98 trang web bị đưa vào Blacklist, nâng tổng số trang web vi phạm pháp luật lên con số 403. Không chỉ tiếp tay cho các hành vi cờ bạc, các nội dung trái phép, những trang web nằm trong Blacklist còn tiềm ẩn rủi ro lừa đảo trực tuyến với những đường link chứa mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin, tài khoản người dùng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng mỗi tháng, tăng 459.000 đồng, tương đương 6,9% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng, nữ là 6 triệu đồng. Riêng quý 4 năm 2023, đời sống lao động cải thiện khi thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng. Tốc độ tăng thu nhập đạt 2,5%, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Mặt bằng thu nhập quý 4 năm ngoái của lao động tất cả các vùng kinh tế đều tăng. Tính chung cả năm 2023, lao động có việc làm ước đạt 51,3 triệu người, tăng 683.000 người so với năm 2022. Số người nghỉ giãn việc, mất việc những tháng cuối năm cũng giảm so với quý 3 năm 2023. 15 giờ chiều ngày mai ngày 11 tháng 1, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 80. Đây là kỳ điều chỉnh giá thứ hai trong năm nay. Giá xăng dầu trong nước đang chịu tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Giá xăng thành phẩm bình quân ở thị trường này có xu hướng tăng so với kỳ trước. Các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 11 tháng 1, xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 80 đồng trên 1 lít, xăng RON 95 tăng 180 đồng trên 1 lít. Tương tự, giá dầu diesel được dự báo tăng 320 đồng trên 1 lít, dầu hỏa tăng 340 đồng trên 1 lít, dầu mazut tăng 450 đồng trên 1 kg. Theo Tổng cục Thống kê, lượng doanh nghiệp thành lập mới năm nay dự báo tăng 2% so với năm 2023, đạt khoảng 162.500 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2024 dự kiến sẽ vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, mức tăng này kỳ vọng sẽ hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài. Do đó, cơ quan này dự kiến con số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương hơn 178.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nhận định về xu hướng doanh nghiệp trong năm 2024, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh phân tích các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng tổ chức thực hiện chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2024. Phong trào hiến máu tình nguyện của Trường Đại học Hải Phòng đã trở thành nét đẹp văn hóa được rất nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia. Nhiều cán bộ, giảng viên đã tham gia hiến máu trên 10 lần, 20 lần. Nhiều sinh viên tham gia chương trình hiến máu trên 3 lần trong năm. Mỗi năm, trường đóng góp vào ngân hàng máu của thành phố trên 1.600 đơn vị máu, góp phần giúp đỡ người bệnh có nhiều cơ hội sống.
Chương trình Lễ hội Xuân Hồng Chủ nhật đỏ năm nay thu hút hơn 700 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham dự. Cho đến nay thì Đại học Hải Phòng đã tham gia 15 mùa Lễ hội Xuân Hồng Chủ nhật đỏ rồi. Và với cái số lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường là trên dưới 15.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên mỗi năm, thì mỗi một đợt hiến máu như thế này thì các bạn sinh viên và các bạn và các đồng chí cán bộ giáo viên nhà trường thường là hiến được khoảng là trên dưới 1.000 đơn vị máu toàn phần. Lễ hội năm nay thì như dự kiến báo cáo của Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên nhà trường thì các em mong muốn là có thể thu được 700-800 đơn vị máu. Hiện tại là em đã hiến máu được 7 lần rồi ạ. Thì mỗi lần hiến máu thì em cảm thấy rất là vui, khi mà mình có thể san sẻ được những giọt máu của mình cho những bệnh nhân ạ. Năm 2024, hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng, thành phố sẽ tổ chức 8 đợt hiến máu tình nguyện, tập trung truyền thông, nâng cao nhận thức, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tích cực hiến máu nhân đạo, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện và các điểm hiến máu cố định, phấn đấu toàn đợt thu về hơn 6.000 đơn vị máu, dự phòng nguồn máu an toàn, phục vụ cứu chữa bệnh cho nhân dân thành phố trong dịp đầu năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị trong dịp trước, trong Tết Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Các đơn vị chức năng và 9 phường trên địa bàn quận ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị. Trong đó tập trung cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông khu vực nội đô. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì lãnh đạo quận đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự, công an 9 phường thực hiện nghiêm về cái quy trình công tác. Thứ hai là xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong cái dịp trước trong sau Tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn quận. Đội cảnh sát giao thông trật tự và tổ quản lý đô thị các phường sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng. Các lực lượng sẽ tổ chức tuần tra chốt điểm, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi ngược chiều, đua xe trái phép. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban quận thì Ủy ban phường thì cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông dịp lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thì việc này phường cũng tổ chức ra quân thường xuyên và đồng bộ vào tuần 2 lần vào chiều thứ 5 và chiều thứ 6, và kết hợp với lực lượng công an quận rồi công an phường duy trì tuyến đường cửa mẫu đường Hùng Vương, đường Bạch Đằng. Mục tiêu dịp Tết này thì tăng cường được duy trì trật tự đường hè, an toàn giao thông, duy trì hàng quán tập trung vào tuyến đường cửa mẫu, tuyến đường Bạch Đằng, đường Hùng Vương, sắp xếp hàng quán và tăng cường công tác xử lý xử phạt. Quận Hồng Bàng tập trung cao xử lý những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh đường hè tại các tuyến đường mẫu, khu vực giải trung tâm thành phố. Ngoài lực lượng chức năng, quận còn phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ quận đến phường tham gia với mục tiêu bảo đảm đường thông hè thoáng, mỹ quan đô thị trong dịp Tết Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Vận động viên từng giành huy chương vàng ASEAN 19 Phạm Quang Huy và đồng đội Trịnh Thu Vinh đã giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội ở giải bắn súng châu Á năm 2024. Tại giải bắn súng vô địch châu Á 2024 đang diễn ra ở Jakarta của Indonesia, hai vận động viên Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội. Gặp hai xạ thủ Ấn Độ, Thu Vinh và Quang Huy thi đấu rất ổn định. Bộ đôi xạ thủ Việt Nam liên tục dẫn trước đối thủ, giữ vững phong độ chơi ổn định để chạm mốc 16 điểm. Qua đó giành tấm huy chương vàng kịch tính, giúp bắn súng Việt Nam có khởi đầu hứa hẹn trong năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình 10 phút vàng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cũng đã đến lúc kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Lời cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ.
Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, xã, phường, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, cụm thi đua số 3 các đài phát thanh và truyền hình khu vực Đồng bằng Sông Hồng, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và thành phố. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cổ Am, bà con làng xóm cùng họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia và bạn bè, đồng nghiệp, thân hữu gần xa đã đến phúng viếng và tiễn đưa mẹ chúng tôi là cụ Đào Thị Xanh, sinh năm 1935, trú quán xóm 2, thôn Minh Khai, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, trưởng Nam Lê Sĩ Xuyền, thứ Nam Lê Sĩ Phú, Lê Sĩ Quý, Lê Sĩ Mão cùng các con cháu